Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Cửa hàng em hôm nay xin setup dàn karaoke. Dàn này thì cho một cấu hình nhưng mà cho hai bác khách khác nhau. Hai bác khách khác nhau. Thì cái dàn karaoke này có tổng giá trị của nó là 21.200, 21.200 là bao gồm những cái thiết bị như sau. Thứ nhất, đây là một con đẩy đĩa Acoustic hàng PX 2008. 800W một kênh, hàng mới nguyên thùng, hộp xốp nguyên hộp luôn. Bảo hành 2 năm cho các bác. Và con đẩy này bên em đang có bán là giá 6.200.000 đồng. Một con vang Fourier sound IF 800. Con vang này thì là chạy chip analog device. Con vang này thì rất là hay, chống hú tốt và tiếng hát là hay. Và nó đặc biệt nữa là nó có cổng quang luôn. Thì con vang này là có giá là bên em bán là 2.500.000 đồng. Đấy. Đấy. Và tiếp theo nữa là một bộ mic BBS tự ngắt dòng 6 số. Đây các bác ơi, đây là dòng mic này, 6 số tự ngắt, có model là U1980. Đấy, U1980. Đấy, mic này thì đang có giá bên em bán là 2.500.000 đồng, là gồm có là thay dọ mic mới cho các bác luôn. Kính kíp và lại pin là bên em là bao là chuẩn hết, không có gãy, không có gì cả. Đấy, tay thì có một số các cái điểm nó chảy xước một chút như thế này, tuy nhiên là hàng chuẩn cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp nhá, có tự ngắt luôn, trong này là có tự ngắt và 6 số các bác nhá. Bộ mic này là 2.500.000. Đấy thì và không thể thiếu được một cái thiết bị cuối cùng, đây chính là đôi loa mang thương hiệu DMX. Đấy, DMX các bác nhá. Đấy, loa này thì bên em là mới về tối hôm qua xong. Dòng loa này là bass 30 tép neo. Và loa này, đôi loa này là có giá là 10 triệu các bác nhá. Model của nó là VX12. VX12 2 la mã. Đấy. Con loa này là công suất làm việc của nó là 350W. Tần số là từ 54 đến lại 20k. Đấy. Đây là dòng này, là lưu ý các bác là tép neo nhá. Hồi nãy em cũng xét một dàn của nó là TX12. Thì dòng đó thì là nó là tép thường, là có giá là 9 triệu và dòng này là tép neo. Nó sẽ cao hơn một chút. Đây, cái đôi loa này thì mới về tối hôm qua không, và em cũng chưa đăng video lên. Về thì bác nó có nhu cầu thì em ghép luôn. Đấy, rất là đẹp quá nhá. Đấy. Loa đây, loa bãi chuẩn luôn. Đấy. Thì đấy, hàng đấy là hàng tép neo. Đấy, các bác lưu ý là những cái dòng loa tép neo này tiếng nó rất là hay luôn. Đấy, rất là ok, rất là đẹp, hay. Đấy. Đấy. Phía trước nó có một cái căng và cũng là một cái viền đỏ hai bên. Đấy, đặc trưng của DMX những cái dòng đời cao. Đấy, đôi loa này là 10 triệu các bác nhá. Đấy, lưu ý là lòng đời cao là tép neo. Đấy. Và bây giờ em sẽ test thử các bác cho nghe nhá. Thì đối với những cái dàn karaoke này thì là bên em sẽ set cho các bác là rất chuẩn luôn, là không có lo hú chít và cũng là rất là hay. Đây. 1 2 lên. Nếu sau này người già đi vội vàng. Lên. Thì những cái dàn karaoke như các bác đây này, là những cái dàn này là bọn em chấp tốt là bằng phần mềm trên máy tính và rất là chuẩn luôn cho các bác luôn. Đấy, thì đây em cũng đang để bên cạnh là cái máy tính ở bên này, em vừa xét đây các bác thấy này. Đấy, những cái mic và những cái là bọn em xét rất là kỹ về cái vấn đề hú và vang nhại của nó là ok luôn. Đấy, thì phần mềm của nó có sẵn đây luôn. Đấy, thì các bác đây, xét cho các bác đây. Lên. Mic đang mở đây các bác nhá. Đấy, đang mở mic này. Đấy, mic mở luôn này, không phải lo hú chít. Đấy, các bác thấy không? Không bị lo cái vấn đề là hú rít như lê 1 2. Thì tất cả những cái dàn như thế này là bên em sẽ phải bao hay cho các bác, bao hay và bao chuẩn những cái thiết bị ở đây. Những cái thiết bị mà khi mà em ghép dàn này là những cái đặc biệt là những con vang là rất là quan trọng, và em chọn những con vang hay, nó cao cấp và nó có cổng quang để cho các bác, về các bác kết nối cổng quang và các vấn đề khác là rất là thuận tiện như thế này. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào, hẹn gặp lại. Và xin thông báo là dàn karaoke đây là của hai bác, là một bác là anh Hùng. Đấy, anh Hùng. Đây em đang cầm số điện thoại đây. Anh Hùng có số điện thoại là 0909019366XX nhá. Đấy. Và một bác nữa là ở Thanh Hóa luôn. Đấy, ở Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa là anh Văn. Có số điện thoại là 088 8433. Đấy. XXX. Đấy, đấy là hai bác khách. Thì đây là em xét hai bộ này thì là giống nhau luôn, từ mic và đầu vang tất cả mọi thứ là giống nhau luôn. Đấy, giống nhau toàn bộ luôn, từ đẩy luôn. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào, hẹn gặp lại.